trả lời cuộc sống này gì cái gì tám Kim Hoàng nha. Ủa hôm nay mình sao đi chân hoa nó bắt mình quanh lại vậy? Đi lên thì cầu hoa nha cả nhà, mời cả nhà cùng mình đi tham quan. Lời ngày lời đầu tiên xin chúc cả nhà nhiều sức khỏe và năm mới hạnh khang thịnh vượng. Thêm quý à, xin chào khán giả nè, đó chị em chào khán giả. Đi chưa ta lo ba chào khán giả đi ba. Ủa không có ly hả? Mấy đứa nó chở chị đi rồi mấy chở đi. Mấy chị ba, tám kêu chị chào khán giả. Hello, người đẹp chào khán giả. Chúc cả nhà buổi sáng an lành và hạnh phúc nghe. Hello. Có thằng trai chào con trai nữa kìa. Quên chào. Chơi. Xong ly nó có đi làm không đi? Giờ này mình đi ít xe nè. Như nếu giờ sáng mình đi sớm là xe nhiều lắm. Yeah.
một bầy chim mắng đưa tin chúa xin. Rồi rồi xong hoa này, hoa hoa nó đang nở hực hở luôn, đi hơi trễ nó cũng rụng hết, tại hai bên đây nó rụng nhiều, còn được vài cây nó vô quá nhiều thôi. Cái hoa bên này Đài Loan ta trồng ô môi là để hai bên hàng đường cây người ta làm cho nó phong cảnh nó đẹp, hoặc là những cái công viên lớn đó nha, thì họ trồng để cho cái khi tới mùa hoa ma ô môi nó nở thì nó tăng lên vẻ đẹp cho thành phố hoặc là những nơi du lịch á, những khu ấy là thôi. Một vàng qua giấy nó dài đi ra tới là kia, ở đây nó nhiều cái hoa rất đẹp, nó làm cho mình đi chụp cảnh đó. Trắng đỏ gì tùm lum hết trơn, hàng hoa giấy không đó, hoa này tới hoa đỏ đó, hoa rụng rơi đầy nhóc hết. Em mới có con đỏ con lắm. Bông giấy đỏ. Quá đẹp cái nhà này. Giữa một vườn hoa. Một rừng hoa đó nè. Chị em mê hoa mà. Hoa giấy. Hoa giấy mà nó trồng nguyên một vàng hoa giấy luôn. Đây nó trồng hoa giấy đẹp. Đi vô quay chưa? Cô bạn của mình ha, mặc cái đội cái nón ha, trời lạnh nó dòm giống như người Tây Tạng. Quay chưa? Cái nhà rất là dễ thương, linh hình rất đẹp. Quay phim hả? Quay vô vô vô. Cứ lâu lâu rảnh thì các chị em rảnh thì tranh thủ nhau đi chơi, thì tìm những khu trồng hoa những nơi du lịch để tham quan, và có ảnh và có phim nha các nhà. Sau khi chụp hình qua và xem qua giấy một hồi thì chị em mình đi đến cái khu người Việt mình ở đây, họ trồng ổi đó các nhà. Đây là khu vườn ổi của em Việt Nam. Em mướn đất rồi em trồng. Thì có nói chuyện với em cách em trồng một năm có thu hoạch bao nhiêu và có tiền hơn là đi làm hay không. Thì em nói hơn được cái tiền công mình đi làm một năm, kiếm hơn rất nhiều. Cho nên em mở, em mướn nhiều khu đất, mấy mẫu đất nữa, mà nó tới 2-3 chỗ là còn mình đến cái khu này thôi. Tại thời gian mình cũng không kịp về, cho nên mình chỉ đến ghé đây. Đây là khu vườn ổi của người Việt Nam mình trồng nha cả nhà. Các em rất là giỏi luôn. Hay gì đó. Mời cái nhà cùng mình tham quan vườn ổi với mình nha. Đây hai cái ổi đây, các hai cái ổi chính nè. Lại hái đi, ta lật cho ta quay. Ôi trái này đẹp nè. Ừ, trái nó bự đó. Để cắt ha. Chừng rụng bông ta. Còn trái nó nè, đó đó đó. Đó trái này, trái nó trái bự. To lắm. Em ơi em bán nhiều ký vậy? Em hay là chị lấy ổi của em về chị bán được không? Ê rớt điện thoại kìa. Em sao nhiều ký vậy? Ăn trái. Cái này nè Thi. Trái này nó chín rồi. Ồ trái này nè, cái này ngon. Bỏ mớ cho ra đó hả? Cái này cũng ngon. Cầm không hết gì ơi. Đây cầm. Dạ vườn ai cũng mê hái hết trơn á. Thì em nó không lấy tiền á cái nhà. Mình đòi mua mấy chục ký để chia ra ăn thì em không chịu.
em hái cho một bao xong rồi khoảng tầm cũng 20 kg em tặng cho chị em ăn với Thảo chứ không lấy tiền nha cả nhà. Em rất là tốt. Thì theo video mình đến đây là kết thúc. Hôm nay đi chị em đi xem qua và ghé vườn ổi để trước tham quan, sau đem mua một mớ lấy một ổi về nhà ăn nha cả nhà. Video mình kết thúc ở đây, xin chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, an lạc và hạnh phúc. Nếu cả nhà thấy video mình chia sẻ hay thì cho mình đăng ký một like share. Cảm ơn cả nhà rất nhiều đã ủng hộ kênh Cuộc Sống Đại Việt của dì Tám Kim Hoàng. Xin tạm biệt ở đây, hẹn video sau. Nếu mình có đi đâu thì mình sẽ chia sẻ cho cả nhà xem và cách người Đài Loan bên đây người ta sinh hoạt trồng trọt như thế nào nha cả nhà. Đó, ổi thấy mê không? Cây nó thấp thấp ở dưới đất không cả nhà, mà rất là mê luôn á cả nhà. Ngồi mình hái như thế nha cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình nha. Tạm biệt cả nhà yêu, hẹn video sau nè.